Ngày 23 tháng 1 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tổng kết và trao giải hội thi Nữ giáo viên sáng tạo năm 2014. Ban tổ chức đã trao giải cho 60 sản phẩm xuất sắc của 98 nữ giáo viên, trong đó có 3 giải nhất, 6 giải nhì, 8 giải ba và 43 giải khuyến khích. Theo thông tin từ ban tổ chức, hội thi Nữ giáo viên sáng tạo năm 2014 thu hút 3.048 sản phẩm của các nữ giáo viên từ cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc 32 sở giáo dục và đào tạo tham gia, bao gồm 20 lĩnh vực tương ứng với các môn học theo quy định. Đại diện cho ngành giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều là cô giáo Ngô Thị Thu Huyền, trường trung học cơ sở Mạo Khê 2, đạt giải 3 và nhóm tác giả trường trung học cơ sở thị trấn Đông Triều mà đại diện là cô Bùi Thị Hương, đạt giải khuyến khích. Đây là hai trong số 4 giải thưởng mà Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đạt được tại hội thi. Điều này thể hiện sự nỗ lực cố gắng và phấn đấu không ngừng nghỉ của đội ngũ nữ giáo viên ngành giáo dục huyện nhà. Tới dự lễ tổng kết, đồng chí Lưu Xuân Giới, nhà giáo nhân dân, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều đã chúc mừng và biểu dương các nữ giáo viên đã đạt giải thưởng của hội thi năm nay. Đồng chí mong muốn đội ngũ nữ giáo viên huyện Đông Triều cố gắng hơn nữa, phát huy sáng tạo, góp phần bổ sung vào nguồn bài giảng cho thư viện, kho bài giảng trên trang trung tâm điện tử của ngành, làm nguồn tư liệu hỗ trợ giảng dạy, giáo dục cho học sinh trong các nhà trường.